Sự coi lơ tập 135, phó bản Ma Long Điện, Lâm Mặc Ngữ lần lượt bổ sung áo giáp hài cốt cho Mộc Tiêm Tiêm và Mạc Vận, đồng thời lập tổ đội với Mộc Tiêm Tiêm, ngươi rời đi trước đi, chú ý an toàn, chuẩn bị sẵn bộ thoát phó bản cao cấp và nước thuốc, Lâm Mặc Ngữ khẽ quát lên rồi dẫn Mộc Tiêm Tiêm lao về phía phó bản, hai nhánh quân đoàn vong linh xuất hiện, Vũ yêu tướng quân lập tức làm đầy trạng thái, các khô lâu chiến sĩ hùng hổ lao về phía trước với âm thanh rắc rắc đặc trưng, những người đang chiến đấu đều ngã ngửa giật mình, chi, quân đoàn vong linh Lâm Mặc Ngữ đã tới rồi, tại sao hắn lại tới đây? Nan hắn lại, danh tiếng hiện giờ của Lâm Mặc Ngữ gần như có thể nói là đã lan rộng khắp chiến trường Vĩnh Hằng rồi, ác ma vực thẳm và long tộc coi hắn như cái dai trong mắt, còn nhân tộc thì coi Lâm Mặc Ngữ như một anh hùng. Những chức nghiệp giả ác ma vực thẳm và long tộc ở khu vực cốt lõi đều lần lượt rời khỏi khu vực cốt lõi và chuẩn bị đến giết Lâm Mặc Ngữ, nhưng bây giờ ác ma vực thẳm và long tộc đã lập thành tổ đội tới đây, chúng đến đây đều vì ma long điện, cấp độ sức mạnh của chúng đều không tệ, ít nhất cũng trên cấp 55 ác ma vực thẳm và long tộc lập tức có cùng chung một kẻ thù chúng cùng lúc phát động tấn công với lâm mạc ngữ lâm mạc ngữ khẽ quát một tiếng các khô lâu chiến sĩ đồng loạt nhảy lên và bộc phát kỹ năng ngay lập tức pháp thuật của khô lâu pháp sư như che dập đất trời mà bay về phía đó trong chốc lát ánh sáng rực rỡ tiếng rầm vang dội trước nhịp giả ác ma vực thẳm và long tộc bị đánh đến choáng váng bởi đòn tấn công dày đặc nên chúng nhanh chóng bỏ trốn lợi hại quá mộc tiêm tiêm nhau mắt lại và cười rất dạ dỡ chỉ với một đợt tấn công mà gần như đã ép ác ma vực thẳm và long tộc phải lùi lại, Lâm Mặc Ngữ không trả lời nhưng trong lòng hắn biết, kỹ năng của Khô Lâu pháp sư không hề nâng cấp trong những lần thăng cấp vừa qua, không giống Khô Lâu chiến sĩ, kỹ năng lần nào cũng được thăng cấp, uy lực càng ngày càng mạnh, kỹ năng của Khô Lâu pháp sư chưa bao giờ thay đổi, chỉ có năng lực tinh thần tăng lên mới khiến uy lực của kỹ năng trở nên mạnh hơn, tóm lại, mạnh một kích có giới hạn, khi có cùng một cấp độ, uy lực kỹ năng của Khô Lâu chiến sĩ đã vượt xa Khô Lâu pháp sư. Lâm Mặc Ngữ biết Khô Lâu pháp sư không thể nào chỉ có như vậy, trước đó vẫn là suy đoán nhưng bây giờ thì hắn đã chắc chắn rồi, vì hắn vừa nhìn thấy thông qua huyễn ma vực thẳm, đám Khô Lâu mở đường yểm trợ, Hồ Tống Lâm Mặc Ngữ và Mục Tiêm Tiêm tiến vào Ma Long Điện, một vài đội ngũ nhân tộc nhanh trí theo sau Lâm Mặc Ngữ, cùng xông vào phó bản, sau khi Lâm Mặc Ngữ tiến vào, quân đoàn vong linh cũng biến mất theo, số lượng nhân tộc cũng giảm hơn một nửa, lập tức rơi vào cảnh bất lợi, thấy tình hình không tốt, một số đội ngũ nhanh chóng rút lui, tránh xa vòng chiến đấu, lúc nãy, có ít nhất người đội ngũ đã lao vào phó bản, trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu. tắc ma và long tộc lại cùng lúc dừng tay ngưng chiến, hai bên sau đó cùng lao về phía cửa vào phó bản. chẳng biết ăn ý từ đâu mà suốt cả quá trình đều không hề động thủ. tất đội ngũ lao vào phó bản, nhóm nhân tộc còn lại nhìn mà há hốc mùng. đây là thao tác gì vậy? hai chủng tộc đối địch trước giờ gặp mặt là phải phân sống chết, sao bây giờ nói không đánh là không đánh nữa thế? mấy giây sau, bọn họ cũng nhanh chóng lao vào phó bản, phía ra ra mà vẫn cưỡi thánh linh kỳ lân thú dừng trên không trung nàng ấy đã nhìn đều người rồi làm thế nào cũng không thể hiểu tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra phó bản ma long điện bấy lâu nay luôn là một trong những phó bản cạnh tranh khốc liệt nhất tam tộc hỗn chiến tranh giành cơ hội tiến vào phó bản chắn chắn sẽ máu chảy thành sông tam tộc thương vong không hề ít nào giống hiện tại ngoài phó bản trống trơ tất cả đội ngũ đều thuận lợi tiến vào phó bản ở xa truyền đến tiếng gào thét của đội ngũ ác ma vực thẳng trên mặt đất cũng xuất hiện đội chức nghiệp nhân tộc mặc vận nhanh chóng né tránh di chuyển ra xa hơn một chút nàng ấy chỉ có một mình là mục tiêu không lớn đám ác ma vực thẳm mới đến nhìn thấy mai phó bản chống hoắc còn tưởng rằng mình đến đầu tiên không khỏi hưng phấn lao vọt vào chức nghiệp giả nhân tộc cũng như thế chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mặc phận lại lần nữa chứng kiến có ít nhất 10 đội ngũ lao vào phó bản nàng ấy đoán chừng có lẽ lần này từ cổ trí kim là lần có nhiều người nhất trong phó bản ma long điện lâm mặc ngữ và mộc tiêm tiêm đã vào tới phó bản ma long điện khi tức lạnh lẽo dục ra chờ đón nhiệt độ giảm mạnh xuống âm khắp nơi đều là ngũ băng trên mặt đất cũng được bao phủ bởi một lớp băng màu lam nhạt nhiệt độ rất thấp ít nhất phải khoảng âm năm độ một tiêm tiêm thốt lên một tiếng cảm thán nho nhỏ vật khí không tồi là băng ma long phó bản ma long điện rất đặc biệt môi trường sẽ khác nhau mỗi khi tiến vào có phần giống với bí cảnh thần tuyển thứ bọn họ đụng phải đôi khi là hỏa ma long đôi khi sẽ là băng ma long cũng có thể là những ma long nguyên tố khác theo thống kê cho đến nay có hơn mười mấy loại ma long đã xuất hiện trong ma long điện độ khó cao nhất trong số đó chính là hắc long loại như băng ma long đều tính là khá đơn giản nhưng độ khó càng cao lượng long tinh rơi ra sẽ càng nhiều trước mặt hai người là một hang rồng khổng lồ cao 100m rộng 50m một điểm đặc biệt khác của phó bản ma long điện chính là không có tiểu quái toàn bộ phó bản chỉ có một con quái đó chính là ma long giết chết ma long lập tức có thể vượt qua phó bản đối đầu trực tiếp với bot quy tắc cực kỳ đơn giản nhưng thật sự muốn vượt qua không phải là điều dễ dàng tùy thuộc vào độ khó khác nhau thuộc tính ma long trong phó bản cũng sẽ thay đổi long trời lở đất tiến vào hang rồng một luồng gió lạnh thổi tới trong gió có mùi ẩm ướt lớp băng trên đại địa dày lên trong nhánh mắt ngũ băng trong hang cũng thay đổi lớn áo giáp hài cốt hiện lên rõ ràng luồng gió này có tính tấn công nhìn trạng thái của áo giáp hài cốt công kích lực không nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của mục tiêm tiêm có hơi tái nhợt hình như là hơi thở của nó lâm mặc ngữ hỏi lần trước người vào ma long điện gặp phải loại ma long nào Mộc Tiêm Tiêm trả lời, bọn ta gặp phải độc ma long, vừa bắt đầu chiến đấu đã trúng độc toàn cơ thể. Nam trị liệu sư trong đội ngũ bọn ta đều không kịp. Hơn nữa, cấp độ kỹ năng độc của nó rất cao, trị liệu sư không giải được. Không những thế, treo thời gian chiến đấu, độc tính càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, bọn ta không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi phó bản. Lâm Mặc Ngữ thắc mắc, các ngươi không chuẩn bị thuốc giải độc sao? Mộc Tiêm Tiêm đáp, có chuẩn bị nhưng không có tác dụng. Đâu đâu trong hang rồng cũng có độc, mới vừa giải xong độc lại trùng tiếp. Thuốc giải độc cũng có thời gian hồi chiêu, không thể sử dụng mãi. Lâm Mặc Ngữ nghe Mộc Tiêm Tiêm nói, cảm giác có chút giống với đại địa xúc long thần. Tuy nhiên kiểu tình huống này, hắn lại không sợ. Hang rồng vừa lớn vừa sâu, hai người đi 20 phút, cuối cùng cũng gặp được Băng Ma Long. Băng Ma Long nằm trên hai vàng tinh thể khổng lồ, cơ thể màu xanh toát ra khí lạnh cuồn cuộn, đóng băng toàn bộ hang động. Có rất nhiều bảo vật bị đóng băng trong hai vàng, phát sáng lấp lánh lốc băng chung quanh hang động rắn chắc vô cùng rõ ràng đó là kiệt tác của nó băng ma long vẫn đang ngủ say khi thở sẽ phun ra một luồng khí lạnh thổi ập tới như cuồng phong kích hoạt áo giáp bằng phẳng lâm mặc ngữ cảm nhận được khí tức của nó mặc dù vẫn chưa kiểm tra bằng thuật gió chám trong lòng đã biết ít nhiều có lẽ tương đương với đại địa xúc long thần còn kém xa loan điều viễn cổ so sánh với bản thể địa long viễn cổ thậm chí còn cách một trời một vực lâm mặc ngữ đã giết được rất nhiều bót luyện ra trực giác cho bản thân băng ma long mở mắt nhìn thấy lâm mặc ngữ và mộc tiêm tiêm trong đôi ngươi lạnh băng lộ ra tia sát ý với một tiếng gầm rít cao vút nó thức dậy cái đuôi dài ngoằng da rộng đôi cánh to lớn gầm rú về phía lâm mặc ngữ Thôi so thám của lâm mặc ngữ hẳn cũng đã rơi lên người nó băng ma long thủ lĩnh cấp địa mục, cấp độ 56, sức mạnh 100 trăm nghìn nhanh nhẹn 60 mươi nghìn tinh thần 120 trăm hai nghìn thể chất 160 trăm nghìn kỹ năng băng thiên tuyết địa đóng băng diện rộng siêu cấp băng bạo Đặc tính: miễn dịch sát thương nguyên tố thủy, giảm 50% sát thương nguyên tố, giảm 50% sát thương vật lý, hiệu ứng lời nguyền chi giảm, sinh mệnh lực tăng mạnh. Tổng thuộc tính là 44 vạn, tương đương với đại địa xúc long thần cấp 58. Bót phó bản có độ khó cấp địa ngục cấp 56, thuộc tính lại có thể vượt qua bót cấp thế giới cấp 58. Độ khó của Ma Long Điện quả thực rất cao. Muốn công lược, yêu cầu đối với cả đội ngũ là rất cao. Bắt đầu thôi. Lâm Mặc Ngữ nhẹ giọng nói. 15 quân đoàn vong linh đồng loạt xuất hiện ở trước mặt. May mắn hang rồng đủ lớn, có thể chứa nổi. Các vua yêu tướng quân cùng dơ cao pháp trượng. Tiếng gầm vang vọng khắp hang động, ánh sáng trắng bắn lên trời, chiếu lên lớp băng sán lạng chói mắt. Khô lâu chiến sĩ đã rông lên khi tăng trạng thái. Kỹ năng của khô lâu pháp sư cũng đã được nén ra. Chỉ có một khô lâu pháp sư. Khi thế lớn đến mức ngay cả băng ma long cũng giật nảy mình. Tiếng ngầm gừ cũng theo đó thay đổi một cách kỳ lạ kỹ năng của khô lâu pháp sư bao phủ lên mọi ngóc ngách trên cơ thể nó ngọn lửa thiêu đốt cùng phong gào thét tiếng sấm ầm ầm đủ loại âm thanh chồng chéo lên nhau không ngừng vang khắp hang động trên cơ thể màu xanh của băng ma long liên tục có những vụ nổ nhỏ mộc tiêm tiêm nhìn mà choáng váng khô lâu lâm mặc ngữ đã nhiều hơn lần gặp trước rồi sau cơn choáng váng chính là sự phấn khích có nhiều khô lâu ở đây như vậy chắc chắn có thể đánh bạn mộc tiêm tiêm đã cảm giác được long tinh đang vẫy tay với mình rồi sau khi lâm mặc ngữ tức tỉnh thiên phú chắc chắn cũng sẽ chia cho nàng ta long tinh thử lại nàng ta tin rằng lâm mặc ngữ sẽ làm vậy dù sao lần trước hắn cũng đưa đại địa bảo thạch cho nàng ta dùng tiếng rít gào của bang ma long vẫn chưa kết thúc một lượng lớn pháp thuật của khổ lâu pháp sư lọt vào miệng lập tức trận đứng giọng nó đôi cánh giang rộng nhanh chóng bay lên phá tan vòng vây tấn công của pháp sư Spoiler đến đây là hết nếu các bạn muốn nghe audio thì có thể xem tiếp theo link mà ad để bên dưới nhé